tất cả các bạn đã đến với kênh Bethany Marketing. Thì hôm nay chúng ta lại đến với chủ đề, đó chính là quảng cáo chuyển đổi mà mình đã hứa từ rất lâu rồi, chắc đã cái đây cũng phải một thoáng, về việc là chia sẻ cho tất cả các bạn về quảng cáo chuyển đổi. Tuy nhiên là dạo gần đây dù dịch nhưng mà bên mình lại khá là nhiều công việc để làm, do đó là mình hơi bị trễ. Tuy nhiên là cái video về quảng cáo chuyển đổi này mình cũng đã quay cách đây khoảng vài tuần rồi, trước lúc tạo ra cái video nói về câu chuyện đó chính là tư duy quảng cáo. Tuy nhiên mình lại up video tư duy quảng cáo trước bởi vì mình mong muốn rằng bạn sẽ có một cái tư duy đúng trong cái việc là bạn sẽ tiếp thu kiến thức về landing page và quảng cáo chuyển đổi. Bởi vì chạy quảng cáo chuyển đổi và quảng cáo landing page nó sẽ khó hơn và nó cần một cái tư duy chính xác hơn từ giai đoạn đầu, thì lúc đó bạn mới có thể tạo ra một chiến dịch quảng cáo và bạn không bị hoảng sợ khi mà chi phí của nó cao lên hoặc là hiệu quả của nó không có hoặc là như thế nào. Để chúng ta có một cái tư duy đúng rồi thì định hướng và hướng đi của chúng ta sẽ khác. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình mong muốn rằng là tất cả các bạn hãy thay đổi tư duy của mình trong việc chạy quảng cáo, đừng quá lệ thuộc vào công cụ quảng cáo. Nó chỉ là một cái thứ thiết yếu để giúp chúng ta có thể tiếp cận được nhiều khách hàng hơn chứ không phải là bán hàng nhiều hơn. Và video này thì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả các bạn về một loại hình quảng cáo cũng khá là lâu nhưng mà không ai chia sẻ, bởi vì nó bây giờ hiện tại quảng cáo chuyển đổi cũng đang được gọi là hot thời điểm hiện tại, và khá là nhiều giáo viên còn đang bán nó với suất học tầm khoảng 5 triệu một khóa offline, cho nên là họ sẽ không share bất kỳ vấn đề gì về quảng cáo chuyển đổi tracking lên YouTube. Còn mình thì mình không muốn giấu giếm tất cả các bạn vì mục đích của Bethany Marketing là giúp tất cả các bạn có một cái kiến thức trong cái hành trang là chạy quảng cáo của mình để bạn có thể tốt hơn. Và mình cũng lấy được lòng, mình cũng được gọi là vinh hạnh khi giúp tất cả bạn có thêm kiến thức trong lĩnh vực marketing online này. Thì vì vậy nếu bạn đang có một thắc mắc tất cả về lĩnh vực marketing online như Google Ads, Zalo Ads, Facebook Ads, hãy đặt câu hỏi ở phía dưới bình luận của video này hoặc tất cả những video của Bethany Marketing, thì bên mình đều hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn, hỗ trợ bạn trong việc là chia sẻ những kiến thức mà bọn mình có và hiểu biết của bên mình, thì giúp tất cả các bạn hoàn toàn miễn phí. Do đó hãy giúp bên mình một cách bằng cách rằng hãy ấn đăng ký kênh cũng như là share cho nhiều bạn thấy video này hơn. Thì trong video này mình có chia sẻ một cái đường link để tặng tất cả các bạn 500 mẫu landing page free, hoàn toàn miễn phí, mà mình đã nói ở video trước đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái đường link này, thì mình sẽ chia sẻ nó trong vòng một tuần và sau một tuần mình sẽ delete cái đường link này đi. Do đó là tất cả các bạn hãy share cho mọi người cùng có thể download và có thể sử dụng được, và chúc tất cả các bạn có thêm nhiều kiến thức mới trong việc rằng sáng tạo nội dung của mình để có thể kiếm thêm nhiều khách hàng cho mình hơn trong cái mùa khó khăn này. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn cùng thưởng thức video nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thiết lập đăng ký ha. Bạn vào trang ladipay.vn thì bắt đầu bạn sẽ vào thiết lập đăng ký. Mình sẽ đăng ký miễn phí mới. Thì cái này mình sẽ hướng dẫn dành cho những bạn chưa biết gì và chưa từng làm về ladipay. Cái này mình đã truy cập vào nó rồi. Bây giờ mình muốn tạo một cái mới, mình đăng xuất này ra thôi. Sử dụng một cái Gmail khác. Đây, đăng ký ngay. Đi vào đây. Bấm tên của mình là Bùi Quốc Bảo. Email mình muốn sử dụng đó chính là mật khẩu đăng nhập là mật khẩu mà bạn sẽ tạo ra nhé. Bạn tạo để sử dụng đăng nhập vào Ladi này nhé. Sẽ đặt. Rồi số điện thoại sẽ điền vào. Đây. Ok, đây sẽ là một cái trang hoàn toàn mới, bạn thấy chưa? Thôi cái này đi, như là trang cũ của mình. Rồi ok, đây là một cái trang hoàn toàn mới. Rồi, nó sẽ trắng nhất, không có gì cả. Thì lúc đó mình đang sử dụng nè, bản miễn phí nè, dành cho người mới bắt đầu này. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thiết kế một cái landing page làm sao nó sẽ tương tự như thế này để tất cả các bạn hình dung. Rồi chúng ta sẽ load
cái landing page lên để xem lát được rồi tải lên rồi nó sẽ nằm ở desktop. Mình hôm nay mình sẽ làm về marketing đi, thì nó sẽ là cái gì, giáo dục hả ta, thiết bị điện tử công nghệ, có phụ kiện nữa này. Tí xíu nữa có một cái trong phòng VIP này, mình có thiết kế một cái landing page nó rất là xịn sò, mà nếu bạn thuê thiết kế landing page này mình nghĩ chắc cũng khoảng vài triệu. Thì chút nữa mình sẽ cho bạn coi review cái này và tặng bạn cái này luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào cái chủ đề hôm nay, mình sẽ nói về giáo dục và đào tạo đi. Hay mình sẽ load lên một cái trang giáo dục. Ok, tên nó lại Vitany. Rồi tag của chúng ta nó sẽ là đào tạo marketing quảng cáo Facebook, marketing online. Ok chưa? Này là cái tag, tag này đó chính là những cái key, những từ khóa mà bạn muốn người ta hoặc là landing page định nghĩa bạn là gì, cái trang của bạn là cái gì và bạn muốn hướng tới đối tượng khách hàng nào. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tạo. Rồi khi tạo xong đó thì chúng ta sẽ chờ một chút xíu, nó sẽ bắt đầu hình thành ra như thế này. Đó, bạn thấy không à? Nó chưa có gì hết, chúng ta bấm click vào cái này thì nó sẽ ra cái trang của mình. Đây. Đó. Hồi nãy thì mình load đại lên một cái trang, mình chưa có chọn cái trang nào đẹp hay không đẹp cho nên mình load đại thôi. Còn nếu mà bạn chọn, ví dụ như mình sẽ tặng cho những bạn có nhu cầu làm landing page và bạn làm landing page cho dịch vụ gì, mình sẽ gọi đúng dịch vụ đó luôn. Ví dụ như mình vào du lịch và khách sạn của mình, hồi nãy là giáo dục đúng không, mình vào đây đi vào cái này, mình sẽ gửi cho các bạn như thế này, cái này đó nó sẽ đóng gói lại thì bạn giải nén ra nó ra như vậy, hoặc vào trong đây bạn coi thì nó sẽ có nè, một là chấm landing page, có nghĩa là bạn sẽ load bằng cái file này lên, hai là file hình, thì lúc đó bạn sẽ xem được, bạn biết được rằng cái hình khi mà nó load nó sẽ như thế nào. Đó, cái bố cục của mình ra nó sẽ là như này, nó có thấy không ạ? Bố cục mình khi mà mình load lên đó, mình load lên trang nó sẽ ra như thế này, và mình chỉ có nhiệm vụ là thay đổi những hình ảnh và nội dung này thôi, còn bố cục này hoàn toàn là chuẩn hết rồi, người ta đã thiết kế và dựa trên những cái insight của khách hàng và người ta đã thiết kế ra cái này thì dĩ nhiên nó đã chuẩn rồi, thì bạn không cần phải hiệu chỉnh quá nhiều. Lúc đó bạn chỉ cần thay thế là thêm những cái gì mà bạn mong muốn, kêu gọi hành động, thêm những cái pop up, hoặc là bạn chỉ cần cái việc đó chính là thay đổi những cái nội dung và hình ảnh mà bạn muốn mong muốn thôi, còn lại mình thấy là những cái này nó ok hết rồi. Ok, thì sau khi mình load cái trang này lên nó sẽ ra như thế này, đúng không ạ? Rồi thì có hai thứ bạn cần quan tâm, đó chính là cái cột bên trái đó, cột bên trái nè, đây chính là cái cột mà thêm thắt thêm những cái tiêu đề, những cái button, những cái section. Những cái section là những cái một cái phần như thế này đó, một cái phân trang như thế này gọi là một cái section, nó sẽ kéo dài tới đây, đó là một cái section, được không ạ? Đó nè, section. Còn trong đây nó sẽ là tiêu đề nè, lúc gọi hành động nè, cái đoạn văn nè, hình ảnh nè, mình thử xuất bản cái này lên xem như thế nào nha. Rồi mình sẽ có một trang review, một cái tên review để bạn có thể xem, thì bạn click vào cái review như thế này. Cái này nó sẽ không thể chạy quảng cáo được nha, cái link này nó sẽ không thể chạy quảng cáo được, bởi vì cái link này nó chỉ tạm thời thôi, để bạn có thể coi thử xem là cái trang của bạn khi mà bạn làm xong á, bạn refresh ra thì nó ra như thế nào thôi. Đó thì bây giờ mình sẽ bắt đầu thiết lập nha. Rồi mình sẽ hình dung như thế này, mình sẽ kiếm một cái trang đi. Đó, mình sẽ làm một cái trang nó giống vậy đi ha, cho các bạn dễ hình dung. Đó, nó ra một cái pop-up nữa này, được chưa? Rồi thì mình sẽ làm cái như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên, đó chính là thanh menu. Thanh menu này nó sẽ làm như thế nào? Thứ nhất là có logo, thứ nhất là tiêu đề và cái này là slogan. Rồi ok, thì cái này nó không có cái phần ở trên, thấy không ạ? Nó không có phần trắng như thế này, chúng ta làm menu thì chúng ta chỉ việc là tạo thêm một cái session mới. Session nè, click vào đây rồi thêm mới session. Rồi, thì khi thêm mới sẽ có rất là nhiều mẫu để cho bạn chọn. Đó, trong đây bạn có rất là nhiều cái để bạn chọn, ví dụ là footer là những cái mà cuối trang. Đó.
rồi ra nói chung là bạn có thể vào đây để xem từng cái, click vào đây này mà sẽ thấy này, mẫu của nó là cái gì đó. À, bạn thích cái mẫu nào thì mình lấy cái mẫu đó bỏ vào. Còn mình á, thì hiện tại mình chỉ cần một cái xin trắng, cái trắng thôi, sẽ ra như thế này và nó nằm dưới này, thấy không ạ? Nhiệm vụ giờ làm sao để chuyển nó lên. À, và có ba thanh điều hướng, thanh bên trái là dùng để thiết lập thêm thắt những cái phần tử nằm trong cái session và thêm cả một cái session luôn. Còn những cái ứng dụng pop up là gì? Pop up đó chính là cái này. À, thường là sẽ là chương trình khuyến mãi hoặc là vòng quay may mắn gì đó thì bạn nhé. Đó thì bên này nó là sẽ những cái nè, cái này là cái session được không ạ? Bây giờ đang nằm ở dưới, mình muốn chuyển lên trên rồi bấm nút chuyển lên trên. Đó, kéo lên, thấy chưa? Rồi thanh điều hướng thứ hai là ở trên đây thì một phần thiết lập và set và cài đặt cái là landing page của bạn. Đó. Thiết lập và cài đặt. Còn cái này nó là thiết lập cài đặt phần tử. Đúng không? Mỗi phần tử trong đây nó sẽ có một cái thanh điều hướng như thế này dành riêng cho nó. Đó. Còn đây là thiết lập toàn trang, cài đặt và thiết lập hiệu chỉnh landing page của bạn. Còn đây là thêm phần tử, thêm xóa thắt phần tử nó nằm ở đây. Còn hiệu chỉnh phần tử là nó nằm ở đây, được chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ qua bên đây mình thấy cái session này nó rất là nhỏ, là nó session menu nó rất là nhỏ. Thì ok bây giờ mình sẽ kéo lại làm sao cho nó bằng, nó kéo thả thôi. Ok, cái thứ hai nữa bên đây nó có cái logo mình thấy chưa, mình thêm logo thì chỉ là thêm hình ảnh thôi, vào thêm mới. Trong thêm mới nó có rất là nhiều thứ để các bạn quan tâm đó. Thì những cái thứ này thì các bạn có thể tự tự động nghiên cứu nha, nó tiếng Việt hết và hoàn toàn rất là dễ sử dụng, chỉ việc kéo thả. Rồi bây giờ mình bấm, mình muốn thêm một cái hình ảnh là cái logo vào. Rồi trong đây nó sẽ có là thư viện của bạn, là những gì bạn đã load mà đã tải lên. Cái thứ hai nữa là kho ảnh miễn phí, đó chính là những cái này nó dành cho phiên bản Pro trở lên, thì bạn sẽ có được những cái hình ảnh mà đặc quyền của bên Landing Page họ thiết kế. Hiện tại cái trang của mình chưa có bất kỳ hình gì, mình load cái hình lên, chọn ở đây desktop, mình có một mớ logo làm cho khách đây, cái logo của mình này cho đỡ bị kiện cáo mà xài hàng của mình. Ok, tiếp vào, nó to như thế này thì kéo nhỏ lại thôi, di chuyển nó lên đây. Ok, giờ mình vẫn còn thấy cái session này nó hơi to, cái session menu này nó hơi to, mình có kéo nó lên đó, cho nó vừa vừa vậy thì ok, tùy bạn nhé, mình thấy cái nào ok thì mình cứ để. Rồi bắt đầu tiếp theo mình sẽ thêm một cái gọi là tên thương hiệu, thêm mới thương hiệu mình dùng tiêu đề. Rồi giờ cái tiêu đề này lên đây trước đi, mình đặt Bitany Marketing. Rồi hiệu chỉnh tiêu đề thì giống như là một cái file Word thôi, chẳng có cái gì gọi là khó khăn hết đó, và hoàn toàn Word này là Word tiếng Việt nữa, cho nên nó rất là dễ hiệu chỉnh. Thứ nhất là khói nó lại. Bây giờ tôi muốn in đậm cái này lên, tôi muốn hiệu chỉnh nó chính là click vào cài đặt hit hit line nè, có nghĩa là cái tiêu đề. Rồi tôi muốn thiết lập chữ nè, tôi vào đây màu cỡ chữ, tăng cái chữ này lên, tôi muốn nó tầm khoảng 25. Rồi kéo nó ra, nó đừng nhảy dòng, ok chưa? Chữ nghiêng, chữ gạch dưới với gạch ngang đó, in đậm hết, thấy chưa? Tiếng Việt hết, căn trái, căn giữa, căn phải, căn đều. Nếu mà viết đều thì sẽ căn đều hai bên. Rồi, tôi bấm căn trái. Thẻ thì mình có thể chọn H2, H3, H4, H5, H6, H1, H2 gì đó. Rồi mình chọn H2. Ok, phông chữ thì mình có thể chọn rất là nhiều phông chữ mà bạn mong muốn. Ví dụ như bây giờ mình muốn phông chữ đó là chữ này. Thấy không? Nó sẽ hiệu chỉnh rất là dễ. Khoảng cách giữa các chữ. Khoảng cách giữa các chữ này. Đó. Giữa các chữ này như thế nào bạn muốn như thế nào. Còn mình thì không cần mình thiết lập lại. Rồi ok, cái này tất cả bạn có thể vô đây mò nhé, làm sao mà bạn thấy vừa ý và ưng mắt nhất. Rồi tiếp theo nữa, cái slogan, slogan thì mình muốn sử dụng nó bằng cái đoạn văn đi, hoặc là cái tiêu đề cũng được, đoạn văn để mình nói sau, tiêu đề luôn đi. Rồi đặt nó đây. Giải pháp thế mà nếu mà viết bằng viết dài quá thì nó sẽ nằm ở phía dưới cái trang này, thì làm sao muốn cho nó hiện lên. Thế mà bên đây nó sẽ có này, lên trên này, ở dưới này, ở giữa này. Rồi tôi muốn nó hiện lên,
quái nha. Ok, cái dài này ra nhé. Rồi xong, chúng ta sẽ có cái slogan. Rồi ok, chúng sửa chữ lại. Rồi, bây giờ khói hết, tự nhiên đi. Đó. Rồi, tiếp tục thanh menu bên này. Có giới thiệu ưu đãi liên hệ. Rồi, ok. Các bạn sẽ thấy như thế này. Ví dụ như bạn bấm vào cái nút đăng ký thì nó sẽ chuyển về cái section đăng ký. Thấy không ạ? Rồi, nếu mà bạn nút vào liên hệ thì nó sẽ chuyển về cuối trang hay footer để bạn có thể liên hệ. Thì đây chỉ là những cái hiệu ứng chuyển cái session thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm nè. Đầu tiên mình thêm mới nè, mình thêm một cái tiêu đề. Ở đây nó chính là phần giới thiệu. Rồi. Tô đậm lên. Rồi. Bạn muốn chuyển đi đâu chuyển? Ví dụ như giờ trong cái khi tôi muốn rằng là người ta click vào nút giới thiệu thì nó sẽ chuyển về trang Bitany Marketing của tôi, trang giới thiệu của Bitany Marketing, đúng không ạ? Là có nghĩa là chuyển về website của mình. Nếu mình có một website và mình muốn focus vào một cái sản phẩm nào đó thì mình sử dụng landing page. Rồi tôi bấm cài đặt, đấy không ạ? Cài đặt hit like này, có nghĩa là cài đặt cái này. Mình muốn sự kiện, tôi chọn sự kiện nhấp chuột vào, có nghĩa là ta click chuột vào nó sẽ làm cái gì. Tôi muốn chuyển tới một liên kết, click vào đây, click vào copy cái liên kết đó, copy nó bắt vào. Ok, rồi bạn muốn mở cửa sổ mới hay là trang hiện tại, có nghĩa là trang này nó sẽ load lại thành cái trang B2B Marketing hay là cửa sổ mới đó. Cửa sổ mới là ví dụ bạn click vào đây nó sẽ trỏ một cái trang như thế này, thì bây giờ tôi chọn cửa sổ mới đúng không ạ? Bấm rồi ok, rồi xong cái sự kiện cho lúc giới thiệu đó. Cái thứ hai nữa mình bắt đầu chọn một cái tiêu đề, đó chính là về cái ưu đãi và liên hệ. Được chưa? Đây là ưu đãi. Tôi cũng in đậm lên. Cài đặt. Sự kiện tôi muốn chuyển session gì? Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi tìm session nào mà nó phù hợp với cái chữ gọi là ưu đãi. Đây, session này. Được không ạ? Session ưu đãi này. Rồi, tôi bấm vô cài đặt. À, session này là session 62. Được rồi, tắt nó đi, kéo lên. Rồi. Cái này nhỏ lại. Rồi, bấm vào cài đặt. Sự kiện. Sự kiện tôi muốn nhấp chuột vào đó chính là chuyển tới session. Hồi nãy tôi thấy nó là session 62, click vào. Rồi, ok. Tiếp theo cái này nó cũng sẽ tương tự, liên hệ cũng tương tự, mình sẽ nói những cái khác biệt thôi nhé. Nó sẽ có một cái nút gọi là gọi số điện thoại, thứ hai là đăng ký. Rồi ok, thì bây giờ tôi sẽ làm thử một cái nút gọi điện thoại. Rồi ở đây tôi chọn icon, sau đó tôi chọn form, tôi thích cái form nào chọn và chào bà chuyển về. Rồi ok đúng không ạ? Vậy là vừa hay không thì tùy tùy mình thiết kế thôi nhé. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái là tiêu đề tiếp. Rồi đem lên trên đây, đặt số điện thoại của tôi vào 0886 6789 70 70 là Tây Ninh á. Ok rồi, bắt đầu sẽ đơn giản nhất là bây giờ tôi sẽ chọn cái hai cái này lại tạo thành một cái nhóm, nghĩa là ta click vào cái số điện thoại hay là click vào cái icon điện thoại thì đều ra một cái gọi là một cái sự kiện hoàn toàn giống nhau. Rồi bây giờ tôi muốn là thiết lập sự kiện khi họ click vào cái group này đó, group là hai cái này, sự kiện đó chính là mở cuộc gọi. Rồi số điện thoại, điền số điện thoại mình vào 0886 6789 70. Ok rồi, bây giờ tôi muốn sửa từng phần tử thì click vào từng phần tử đó để sửa. Chọn màu đỏ, thằng này tôi cũng chọn màu đỏ đó, là màu đỏ rồi, chưa? Ok chưa? Rồi tiếp theo đó chính là cái thằng nút đăng ký.
Lúc đăng ký thì bạn cứ bật thêm mới, nút bấm, tắt cái này đi, chuyển cái nút bấm lên này. Bạn nghĩ chưa? Nếu chưa ưng ý bạn muốn bo góc tất cả cái này thì bạn vào bằng thiết lập thiết kế trong đây bạn có thể chiều dài, chiều rộng, kích thước, màu nền, độ bóng, viền, bo góc gì đó, vân vân, rất là nhiều cái hiệu chỉnh trong đây, thì bạn hiệu chỉnh như thế nào nó đẹp nhất. Nếu mà để mình chỉ từng hiệu chỉnh trong đây á, thì cái video của mình nó dài chắc hàng 3 4 tiếng, nó không đáng để chúng ta ngồi nghe mình nói về những cái điều đó nè. Bạn nên tự mò nhé. Rồi mình sẽ vào bo góc đi, mình bo hết tất cả các góc cho nó cong lại cho đẹp. Rồi nó cong rồi, thấy chưa? Rồi tiếp theo mình sẽ điều chỉnh cái sự kiện mình muốn chuyển cái đăng ký này nó xuống section này luôn, nó cũng là section 32. Chuyển những section này. Section 62 này. Rồi, ok. Là xong. Xong cái phần thanh menu. Rồi thấy chưa? Các bạn muốn hiệu chỉnh đi đâu thì tùy nha. Thay đổi nội dung thì bạn cứ click vào đây, đổi nội dung là đăng ký học. Được chưa? Rồi ok. Thì bạn muốn thử xem là nó đã hoạt động chưa. Này bạn thấy không? Nó có một cái hiệu ứng flash nữa. Đó, thấy không? Thì bây giờ mình thử thiết kế, click vào cái button này, mình bấm cài đặt thì nó sẽ có cái phần hiệu ứng này. Click vào cái phần hiệu ứng hiện tại đang là không, bây giờ tôi muốn chọn hiệu ứng nó là flash hoặc là burst tùy đó, thấy không, nó chạy nè. Rồi thời gian chờ, thời gian chạy nè, lặp lại hay không, cho lặp lại luôn. Ok. Rồi làm sao để biết nó đã hoạt động chưa, bấm xuất bản. Rồi xuất bản nó báo là cái form này nè, cái form đăng ký của bạn á, nó chưa được lưu vào cái một cái data nào hết, nghĩa là nó chưa có dữ liệu để lưu, khi người ta điền form thì không biết rõ về đâu đó. Cái này nó báo vậy, kệ nó, chút xíu mình thiết lập sau, bấm vào tiếp tục. Rồi nó báo là giao diện của bạn một số thay đổi, mà có muốn điều chỉnh hay không. Đây đó là giao diện trên điện thoại này. Mọi người sẽ thấy như thế này đó, tất cả những người vào đây nó sẽ thấy như thế này. Nhưng mà bây giờ mình không muốn nó hiện cái dòng nào đó, hoặc là muốn điều chỉnh nó lại dài kích thước này, muốn nó hiển thị như thế này ở trong cái điện thoại, giao diện điện thoại tôi muốn hiển thị như thế này. Rồi giới thiệu nhậm này, ưu đãi này, cuộc gọi nhậm này, rồi slow lần giờ nữa này, hoặc tôi muốn người ta truy cập vào điện thoại thì không thấy slogan, tôi dời này, giờ nằm ra ngoài người ta sẽ không thấy. Rồi giờ chuyển hết mấy ông này lên trái lên này, đăng ký học ở đây, được chưa? Rồi zoom nhỏ nó lại, thì khi như vậy bạn sẽ thiết kế đây chính là cái thanh menu mà họ sẽ thấy trên cái điện thoại. Hoặc là giờ sát qua như vậy này. Zoom cái này lại. Thì trên điện thoại họ sẽ thấy như thế này. Thì bạn đang thắc mắc là không biết là nếu mà bạn hiệu chỉnh như thế này thì nó có ảnh hưởng gì tới cái trên máy tính hay không, thì bạn có thể coi lại trên laptop. Đây, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Việc bạn thiết kế ở trên giao diện điện thoại nó sẽ không ảnh hưởng gì bất kỳ gì trên cái giao diện của desktop nha. Cho nên là thoải mái mà hiệu chỉnh làm sao mà mình thấy nó phù hợp và ok nhất. Rồi bấm xuất bản ra, bấm tiếp tục. Rồi ok, thì nó sẽ báo là bạn xuất bản thành công. Cái link này, cái link review bạn có thể xem trong vòng 5 phút. Sau 5 phút thì nó cái link này nó không còn hoạt động được nữa. Đó, bạn thấy nó hiệu ứng vậy. Rồi mình muốn thử xem đó là cái hiệu chỉnh này nó đã hoạt động chưa thì bấm vào nút giới thiệu. Ấn thử đi, nó đã chuyển trang nè. Ok rồi đó. Rồi, bấm vào ưu đãi đi. Nó sẽ chuyển section này, được chưa? Rồi. Kéo lên tiếp. Rồi bấm nút gọi thì sử dụng trên điện thoại thì nó mới sử dụng được. Sử dụng trên điện thoại thì nó chuyển sang giao diện là thực hiện cuộc gọi. Thì lúc đó bạn có thể thực hiện cuộc gọi được. Không, ấn thử vào lúc này, đăng ký học. Được chưa? Nó sang chuyển sang section này. Ok mà. Rồi ok. Rồi. Tiếp theo sau khi chúng ta đã xuất bản xong cái này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu hiệu chỉnh những cái phần tử dưới này. Được không? Bắt đầu hiệu chỉnh cái section đầu tiên. Bây giờ tôi muốn đổi cái hình này thành một cái hình khác. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổi cái section đầu tiên nhé.
đó là thành hình khác. Còn nội dung này thì mọi người muốn viết về giới thiệu doanh nghiệp của bạn hay là giới thiệu cái gì đó thì tùy tất cả bạn thôi. Ví dụ như mình có câu giới thiệu của Bitany rồi thì mình bê vào thôi, ví dụ cho mọi người thôi nhé. Cái này mọi người nên tự viết, viết làm sao văn chương lai láng vào, hoặc là nó focus vào những cái từ gọi là những cái vấn đề gọi là nhức nhối mà bạn có thể giải quyết cho khách hàng. Đừng viết quá lan man, nhiều quá người ta cũng chả đọc và nó không ấy nghĩ gì cả. Rồi tôi muốn đổi cái hình này thì làm sao? Tôi đổi cái hình này, tôi click vào cái hình và thay ảnh, thế thôi. Trong đây nó chưa có ảnh nào hết thì tôi có thể chọn một cái ảnh ở trên mạng, ví dụ như ảnh tại giờ ảnh cũng không có gì sử dụng bên máy này, có lưu ảnh ở bên máy khác. Trên trên mạng rồi, muốn cái nội dung của mình nó chính là cái gì thì mình chọn hình đó thôi. Ví dụ như lấy hình hình này, có cái hình nào mà cái này đi, rồi tao về stop. Rồi, quát nó lên. Được. Đó. Xong thế thôi, còn muốn mà chỉnh kích thước hoặc là hiệu chỉnh thì bấm vào cái này. Rồi, click vào đây, smart cắt ảnh này. Đó. Và sẽ chọn kích thước của bức ảnh. Mà sẽ không zoom nhỏ được so với chiều dài nhé. Nếu ví dụ như chiều dài của cái này nó đã là như vậy, à, chiều rộng này, độ rộng của bức ảnh này nó đã là như thế này rồi, thì bạn không thể zoom nó nhỏ hơn làm cho nó trống ở phía dưới này được. Bắt buộc chiều rộng của này nó phải giữ nguyên. Đó, trừ khi bạn thay đổi cái kích thước của cái form ảnh luôn, kích thước của cái form này luôn. Còn nếu không nó mình chỉ có thể di chuyển qua lại, ví dụ như thế này, bấm xong. Đó. Rồi bạn muốn biết là trên trên điện thoại nó như thế nào thì mới click vào điện thoại để xem. Nó ra bức ảnh như thế này. Bạn đã hài lòng chưa? Nếu bạn chưa hài lòng, bạn có thể di chuyển nó lên trên xuống dưới tùy. Mình thấy khá ok. Mình giữ nguyên. Được chưa? Qua desktop. Cái tiếp theo mình muốn thay đổi, đó chính là mình bỏ cái logo của ông này đi. Đó. Và tôi thay ảnh, tôi thay bằng cái logo khác. Logo của tôi. Click vào. Đó. Thì nếu mà sử dụng nguyên cái kích thước của cái form này, còn cái form mà nó là như thế này thì nó sẽ mất ảnh của mình có thể kéo dài cái form ra, di chuyển nó lên, kéo dài ra bằng cái ảnh của mình, được chưa? Rồi ở đây đổi lại thành cái slogan giải pháp dành cho mọi người. Rồi vâng 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 ở đây là bạn sẽ thay đổi cái nội dung mà bạn mong muốn. Bitany Marketing này, kiến thức quảng cáo không đọc. Ok chưa? Đó. Rồi, nó kêu gọi hành động. Nút kêu gọi hành động thì bạn có thể rất là nhiều hiệu chỉnh, rất nhiều thứ trong đây. Đó, mình có một cái nút kêu gọi như thế này. Mình đổi cái nội dung đó là mình nói, tìm hiểu thêm. Đó. Thì khi click vào mình muốn sự kiện lúc nó sẽ đi đâu thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều hiệu chỉnh. Thứ nhất là cái liên kết chuyển tới session nào, nói chuyển tới cái gì. Còn không mà bắt đầu thiết lập, và sẽ có rất là nhiều thiết lập về thiết kế, thiết lập về sự kiện, thiết lập về hiệu ứng chớp 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 như hồi nãy, hoặc là thiết lập về nâng cao bằng có ghim phần tử này hay không. Rồi mình sẽ nói thêm một chút xíu nữa về việc ghim phần tử. Ví dụ cái sự kiện của mình mong muốn đó chính là người ta thấy được cái nút gọi này và người ta gọi điện thoại cho mình. Mục đích của mình là tăng được số lượng cuộc gọi thì tôi đặt số điện thoại đây nè, đúng không? Tôi bấm thiết lập và tôi bấm nâng cao. Trong phần nâng cao nó có ghim phần tử, tôi bấm lựa chọn là có. Rồi vị trí bạn muốn ghim là ở đâu thì cái này bạn cứ hiệu chỉnh,
nha. Trên dưới tự động là gì nè, mình muốn đặt nó nằm ở phía dưới, đặt ở dưới cùng bên phải đó, mình muốn nó nằm đây, hoặc mình muốn hiệu chỉnh nó là ở giữa, dưới cùng ở giữa là đây. Được chưa? Mà muốn đặt ở đâu nó tùy bạn đó, hoặc là rất là nhiều nơi để đặt trên cùng giữa nè đó. Thấy không, nó sẽ nằm ở rất là nhiều nơi. Giờ muốn đặt nó là, giờ nó qua đây. Đây, mình muốn đặt nó là trên dưới tự động đó. Trên dưới tự động thì muốn dời đâu dời, đặt ở đây rồi. Rồi ok chưa? Rồi sau khi mình bấm game thì nó sẽ nằm ở đây luôn, vĩnh viễn nó nằm ở đây. Rồi làm sao để chúng ta thử xem đó, chúng ta sẽ coi bên desktop bên mobile nó nằm như thế nào. Đó, mobile nó nằm tào lao rồi, tôi muốn mobile nó nằm ở đây cơ, thì bây giờ xuống đó ok chưa? Có nghĩa là trên điện thoại tôi muốn nằm ở đây nè. Rồi ở đây bạn thấy không ạ? À? Hiệu chỉnh ở đây thì nó sẽ mất đi cái logo của mình rồi nè, mình sẽ kéo hết. Giờ giờ những ông này xuống rồi, giờ ông này lên và làm rộng cái logo ra dài ra. Rồi ok, thì trên điện thoại nó sẽ như thế này, muốn trên điện thoại nó như thế này. Rồi tôi bấm xuất bản, xuất bản để xem nó đã như thế nào. Rồi xem click vào link xem được cái này. Đó, có số điện thoại đây, nó sẽ ghim này, nó ghim tự động nè, nó ghim đầu trang này, nó sẽ ghim hoài đó. Đó, hiểu chưa? Đó. Rồi vậy thì muốn muốn thanh menu này nó ghim thì như thế nào? Rồi vào desktop, click vào session, cài đặt session, rồi nâng cao ghim phần tử nè, lựa chọn có, rồi trên cùng tự động nè, ok bấm lưu lưu lại. Lưu lâu hết nhỉ, xuất bản thử nha. Tiếp tục tắt hết cái này đi, rồi click vào link. Mà mấy phần tử của nó được ghim gì à? Ghim nguyên session luôn hả? Thì nó là như vậy được không ạ? Rồi ok, mình còn muốn nữa thì làm nền của nó màu trắng và để ghim nó, mình thì không cần vậy, mình không thích vậy. Rồi thì mình sẽ session đây, cài đặt không ghim ok vậy thôi. Rồi và những cái dưới đây bạn cứ hiệu chỉnh, bạn cứ thay đổi tùy chỉnh hình ảnh và tất cả các button, những cái kia hoàn toàn giống như những gì mà bạn đã thiết lập, mình đã hướng dẫn rồi. Mà có thể nghiên cứu ở cả hai bên đây ha, rất là đơn giản, có gì hết chỉ việc là kéo thả thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quan tâm tới câu chuyện đó chính là làm sao để sử dụng những cái này, thì cứ cứ chỉnh test thôi, mình không cần phải hướng dẫn cái này nha, rất là đơn giản rồi. Rồi bây giờ chúng ta làm sao để cấu hình cái form này nè, làm sao để có thể mà khi người ta bấm vào cái nút này form, bạn có thể sử dụng cái form này hoặc là bạn có thể thêm cái form mà bạn mong muốn ở đây đó. Điều chỉnh cái form này được không? Đó. Mình thì không cần, mình xóa, mình thấy form này nó đẹp rồi. Đa số là những cái theme mà mình sử dụng á, sử dụng mẫu mà theme mẫu mình gửi cho các bạn á, thì theo mình thấy là cái form nó cũng khá là ok về cái mẫu của nó, và chỉ việc là chọn mẫu nào mà ưng mắt nhất thì bạn cứ thay đổi nội dung thôi, nó sẽ rất là tốn ít thời gian của bạn. Đó. Cái này mình vừa chỉ vừa làm mà chỉ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ là đã xong rồi. Còn nếu mà khi bạn nó chuyên nghiệp rồi, bạn chỉ mất tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ là bạn đã setup xong hết rồi. Rồi tiếp theo, đây là cái form, đúng không? Click vào cái form. Đây, cái form của nó đây. Mình muốn lưu data thì làm sao? Bây giờ hiện tại đây là một tài khoản hoàn toàn mới, mình chưa có data nào hết, bấm lưu, bấm thử đi nhé, nó sẽ mở đầu
kêu mình chọn form, mình không có form, bạn cứ thêm mới form. Rồi tên cấu hình, tên cấu hình nó chính là cái tên rồi gợi nhớ để bạn nhớ được rằng á, cái sản phẩm này là sản phẩm gì và lưu ở đâu. Ví dụ như là sản phẩm này là sản phẩm mình đang muốn đào tạo về landing page đi của Business Marketing, đúng không ạ? Mình bấm cập nhật. Rồi đây là một cái nơi lưu cơ sở dữ liệu, nhưng cái vấn đề là nó sẽ lưu về đâu và nó trỏ đi đâu mới là cái câu chuyện. Rồi mình sẽ bấm rồng thiết lập tài khoản liên kết, tạo tài khoản liên kết. Mình sẽ thiết lập cái tài khoản mà nó liên kết tới cái form này nha, bấm tạo tài khoản liên kết. Tên gợi nhớ cũng như vậy, đó chính là Lady Bitany Marketing Bitany đi. Rồi email nhận thông báo là email nào mình muốn nó, email nhận thông báo nghĩa là khi người ta đăng ký nó trỏ về cái email nào để bạn biết được rằng là có người đăng ký mua hàng của bạn. Rồi mình muốn sử dụng cái mail mùi bảo chấm marketing, ok bấm tiếp tục, tạo tài khoản thành công. Đối với cái miễn phí á, thì bạn chỉ có thể sử dụng được cái email này thôi mà không sử dụng được Google Search. Google Search thì khi mà ta đăng ký á, thì tất cả các thông tin nó sẽ trỏ về một cái giống như Excel mà của Google á, đúng không ạ? Thì nó bạn lúc đó bạn có thể truy cập được tất cả các thông tin và remarketing lại. Mailchimp cũng được nè, rất là nhiều ứng dụng. Ngoài ra nó còn một cái nữa là Telegram nè, một cái ứng dụng trên điện thoại di động, thì lúc đó người ta đặt hàng nó sẽ báo về cái Telegram của bạn. Và cái này nó chỉ sử dụng cho bạn phiên bản Pro thôi, phiên bản là bạn phải nâng cấp lên. Còn đối với phiên bản miễn phí như mình hiện tại thì bạn sẽ không sử dụng được cái đó, mà sử dụng được email thôi. Và khi mình nhắn về cái email thì lúc đó nó sẽ cái, lúc đó thì mail nó sẽ báo chọn một tài khoản liên kết mới. Lúc nãy mình chưa click vào chọn tài khoản liên kết tại vì mình chưa có tài khoản, thì bây giờ mình có rồi, mình chọn tài khoản, mình click vào cái này, được không ạ? Sử dụng cái này rồi bấm cập nhật, được rồi. Là Zalo, ok, nó có một tài khoản liên kết. Một cái form như thế này bạn có thể trỏ về rất là nhiều cái email nha. Mình có thể tạo thêm một cái tài khoản liên kết nữa, ví dụ như tài khoản Lady 2 là Bitany. Bạn muốn một người thứ hai nữa cũng được nhận email luôn, thì mình sẽ điền cái email thứ hai vào. Mà bạn tiếp tục what cái tên gợi nhớ này nó phải khác nữa, số 2. Ok, bấm tiếp tục. Rồi, tài khoản đã tạo thành công rồi nhé. Rồi bắt đầu qua cấu hình. Rồi, click vào chỉnh sửa. Mình sẽ thêm một cái tài khoản liên kết nữa là cái này, mình sử dụng cái này. Cập nhật. Ok, thì một cái form như thế này sẽ trỏ về hai cái tài khoản liên kết. Được không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm mới danh sách. Rồi nó sẽ có một cái form này, click vào đây. Trang cảm ơn. Cái này chút xíu mình sẽ nói về cái pop-up mặc định ra nhé. Rồi. Khoan, hãy tìm hiểu về cái này nha. Mình sẽ tìm hiểu về cái này, mình sẽ nói về cái này cho tất cả các bạn. Cái này nó rất là quan trọng, nhưng mà mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta làm sao để thiết lập hoàn thành cái form này trước đi. Form đăng ký này đi. Đăng ký học và các tên online miễn phí. Giờ chuyện miễn phí nó muốn tô đậm lên. Màu khác, chơi cái màu tối quá trắng, ok nhé. Rồi form mình có họ tên, email, số điện thoại, call action đó chính là cái kêu gọi hành động, bấm chữ đăng ký. Nhưng mà tôi muốn như thế này, bây giờ tôi muốn nó thêm một cái trường data nữa, thêm một cái trường data vào trong đây nữa, thì tôi phải làm như thế nào? Tôi click vào form, bấm thêm cái trường data. Trường data này tôi muốn họ nhập cái nội dung họ muốn vào đó, đây họ nhập vào. Thì để form item này là cái gì, bây giờ tôi muốn nó chuyển thành nó chính là nội dung bạn quan tâm, được không ạ? Tôi bấm vào thiết lập, click vào cái này nhé. Nó sẽ có những cái một cái form như thế này, nó có rất là nhiều cái nơi để bạn click này. Bạn click đầu tiên, click vào cái form thì nó lại là một cái group, tại vì trong đây nó sẽ có một cái tiêu đề nè, một cái đoạn văn và một cái form đăng ký. Bạn click vào cái form thì lúc đó nó mới rơi vào là cái này là chính là cái form này, cái form của mình đó. Thì trong cái form này tôi bắt đầu mới thiết lập toàn form, còn giờ tôi chỉ muốn thiết lập chỉ duy nhất một cái trường data này thôi, nó là form này. Thiết lập trường data này, tôi click vào trường data và bấm cài đặt.
đúng không? Tôi qua phần thiết kế, tôi muốn chỉnh sửa lại, muốn chỉnh sửa cái chữ này lại, hay là nội dung bạn quan tâm. Đây. Đó. Rồi, ok chưa? Để sửa lại. Chất lượng. Cái này thì bạn có thể truyền kêu gọi hành động tìm mình nhé. Rồi, ok chưa? Rồi, vậy bây giờ nó đã hoạt động chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ xuất bản nó ra. Xuất bản. Lần nào mà bạn thay đổi giao diện thì nó đều báo là giao diện bên bên giao diện mình có thay đổi, bạn muốn chỉnh sửa bên điện thoại hay không? Trở lại vậy. Tôi thấy cái form này nó ok chưa? Nếu ok rồi thì tôi bấm xuất bản thôi. Ok rồi. Tôi thấy là hài lòng, tôi bấm xuất bản. Rồi. Bây giờ tôi sẽ thử xem cái form đăng ký này nó đã hoạt động chưa. Thì tôi bấm điền. Bùi Quốc Bảo. Email của tôi đó chính là email adc@gmail.com. Số điện thoại của tôi là 0922817. Này nó muốn cảm mà sao không biết, có bị dính Covid không nữa. Rồi, tôi muốn quan tâm về học landing page phí, hoặc là tôi muốn xin một cái mẫu là trình bày là trình bày về spa. Rồi, ok, tôi bấm đăng ký. Khi đăng ký xong nó sẽ không rõ ra cái gì hết, đó nó chỉ ra được cái này thôi. Chút nữa chúng ta sẽ thiết lập cái này làm sao nó hấp dẫn hơn, nó đẹp hơn, ok mà. Thì khi nó đã báo thành công rồi thì nó click thôi. Thì bây giờ tôi kiểm tra thử coi trong email của tôi nó có tin nhắn hay chưa. Tôi sẽ chọn một cái các bạn khác. Hồi nãy tôi đăng ký hai cái email, email này tôi kiểm tra thử coi nó đã có chưa, mật khẩu của thằng này là cái gì quên mất tiêu rồi. Nhớ mật khẩu sử dụng cái này đi, nhớ. Rồi, vào Gmail. Chúng ta sẽ xem là nó hiển thị cái này bên Gmail là như thế nào nhé. Rồi, đây, nó đã trở về. Oh, thông báo dữ liệu đây. Click vào đây. Nem Bùi Quốc Bảo, email, số điện thoại. Xin một mẫu data. Rồi, nhập từ nguồn gì, địa chỉ IP gì. Đó, ok hết. Thì cái này là nó sẽ gửi về email. Còn nếu mà bạn sử dụng Google Sheet, nếu tài khoản mà là tài khoản Pro thì lúc đó nó sẽ trở về một cái file Excel trên Google á, và đăng ký trên đó, và lúc đó nó sẽ ra nem nè, cột nem, cột tên thế này thế kia, rất là nhiều thông tin. Nhưng mà hoặc là Telegram thì nó cũng sẽ gửi nguyên cái thông tin này về xuống về cái điện thoại mà bạn đăng ký Telegram, ứng dụng Telegram. Thì cái này mình sẽ nói vào cái việc là khi nào mà bạn thấy là cái việc này nó hữu ích và bạn sử dụng nó thấy hiệu quả thì lúc đó hãy nâng cấp lên Pro. Còn hiện tại về phiên bản miễn phí thì bạn vẫn có thể sử dụng được một tên miền miễn phí nha. Rồi, để về việc thiết lập tên miền và cách hoạt động của nó thì mình sẽ nói ở một cái video tiếp theo. Còn bây giờ hiện tại thì chúng ta phần của chúng ta đến là thiết lập làm sao để xong một cái landing page. Rồi, về cơ bản chúng ta đã có hết tất cả những cái thứ mà chúng ta cần. Thứ nhất là thanh menu, cái thứ hai là tất cả những hiệu ứng thay đổi ở trên đây là mình đã thiết lập rồi. Và cái quan trọng nhất là form đăng ký mình đã thiết lập cho các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu chỉnh sửa cái form này thành một cái form chuẩn hoàn hảo. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn tất cả các bạn làm sao để chúng ta có thể vận dụng nó vào việc chạy quảng cáo Facebook. Thì